Xin chào các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên. Đầu tiên là áo pilot nha các bác. Áo pilot cổ long tiếp L2B. À, tiếp B15C. Jacket flying. Rồi size lắc nha các bác. Chính hãng Alpha Industry ha, bản vintage B15C. Cái này có, nó có logo Air Force này, nhưng mà nó mất rồi. Cái này là bản vintage nha các bác. Nó may dựng lại form mẫu của bản năm 1950 nha các bác. Nó y chang kiểu dáng của B15C, dựng lại form dáng của năm 1950. US Air Force. Chính hãng Alpha nha các bác. Khóa idea. Rồi, đai gắn ống vẫn còn nha. Cái này là đai gắn ống thở các bác. Theo em biết là như vậy ha. Thường phi công nó có cái ống thở, thường nó đeo mấy cái ống nó đeo vào đây. Đó là bản B15 ha. Sang MA1 thì cái này là đời áp chót của dòng B15 nha. Và sang năm 1955 á, thì bắt đầu nó thay thế bằng MA1. Tiếp MA1 thì các bác biết rồi ha, tức là cổ không có lông, nó giống vậy nha, nhưng mà cái cổ nó cổ bằng cổ cái bo luôn, cổ bomber đó, cổ bóng chày đó. Rồi. Và đây là đời áp chót nha, nó B15 á, là nó ra đời năm 1944 nha các bác. B15, sau đó là B15A, B15B và B15C. B15C thì thường là thông dụng nhất và nó ra đời năm 1950 nha các bác. Và đời cuối cùng là B15D thì nó ra đời năm 1953. Đó, và đời đó là đời cuối cùng và nó thay thế bằng đời kế tiếp là nó thay thế bằng MA1. Năm 1955 nha các bác, là bắt đầu thay thế bằng MA1. Đó, em nói chung em mô tả sơ sơ vậy thôi để các bác tiện nắm bắt. Chứ còn bây giờ các bác kiếm hàng đúng hàng chuẩn cấp phát B15 hầu như là khó đấy, rất là khó, và áo đa số là nó nát. Em có một cái nhưng mà nó mình để mình sưu tầm thôi, chứ thực chất nó nát rồi các bác. Nó bo rồi, nó nát, nó cũ lắm, rất là cũ. Chứ bây giờ các bác kiếm một áo để mà mặc thì hầu như không có. Theo em biết là như vậy, rất là hiếm. Cũng có thể có bác sưu tầm có, nhưng mà nó cực kỳ hiếm các bác. Đó. Cái này thì thường cái đời sau, thường mấy cái dòng này sau này người Nhật họ lấy họ mod hết à. Tức là họ cải tiến, họ bỏ cái nón, họ làm cái cổ bóng chày. Thì đó là phiên bản mod nha. Rồi, còn đây là bản thương mại ha. Đó. Nói chung là cái bản thương mại nhưng mà phục dựng theo form dáng y chang như của bản B15C năm 1950 nha các bác. Rồi, và đó thì là dòng này thì các bác biết rồi. Còn đó, như em đã nói là kiếm hàng cấp phát không có đâu các bác, mà có thì nó cũng nát thôi, nó không có được lành lặn như cái này đâu. Và đây này size L nha, size lắc nha các bác. Màu rất là đẹp nha, màu này màu gọi là màu xanh Cuban các bác, hoặc là xanh đá đó. Rồi, cái này các bác có thể dựng cổ lên, và dòng cổ lông này thì mặt cũng rất là hay nha. Đó, trời lạnh các bác có thể dựng cái cổ lên vẫn đẹp các bác ha. Dòng ring của B15 là cổ liền nha, cái không có tháo rời được cổ lông đâu nha các bác. Và cam kết chính hãng nha. Cái này là bản vintage của hãng Alpha, cam kết chính hãng Alpha nha. Rồi, đai nút còn, quay dù còn nha. Logo Alpha, túi tay, logo US Air Force. Nói chung là áo không lỗi lầm nha các bác, độ mới khá là cao. Tình trạng thì còn rất là ok các bác. Có hai túi trong luôn nha, hai túi trong giống MA1 nha các bác. Bản này ba lớp cũng khá là dày đấy. Đó,
và khóa của nó là khóa ID nha các bác. Khóa ID, chân khóa gập nha. Đó, bo còn rất là tốt nha các bác. Bo còn ok lắm. Tình trạng là không lỗi lầm nha. Không dơ, không bẩn, còn rất là đẹp. Đạn nhựa thì không có. Đạn nhựa thì dễ rồi. Mình để nhiều khi mình nhét vô mình mang nó hay bị cứng, hay bị sờn lắm các bác. Các bác kiếm hai cái vỏ đầu viết đút vào cũng được nữa. Đó, mình kiếm hai cái đầu viết á, mình cắt đi mình nhét vào thì nó cũng y vậy thôi. Nhưng mà không cần thiết các bác. Rồi logo Alpha ha, logo US Air Force. Đó, bản vintage nha các bác. Alpha Industry tiếp B15C. Đâu rồi? Này, à đây, tiếp B15C đây nha. Đó, và em nhắc lại là nó phục dựng lại mẫu của năm 1950. Nếu mà đúng hàng cấp phát tới bây giờ thì nó cũng bảy mấy năm rồi thì không có đâu các bác. Có nhưng mà đa số là nó nát hết à, chứ không có lành lặn đâu. MA1 thì còn nhiều, chứ còn tiếp B15 thì rất là ít nha. Ok không các bác? Rồi. Ok ha, em mang lại một lần các bác thấy. Cái này là vừa size em nha, em 1m68 và nặng 68 cân. Các bác cũng tầm cỡ như em hoặc là 70 75 cân. Từ 68 tới 75 cân mang được ha. 75 77 kg mang cũng được, cái này dòng pilot thì nó rộng mang thoải mái lắm. Nhưng mà cứ rộng rộng tí nó đẹp các bác. Rồi. Đó. Em mang lại hai lần. Rồi bo thì rất là ok nha. Bo tròn 2 tầng, bo còn tốt nha các bác. Nói chung là độ mới rất là cao nha. Cái này là dơ, cái này dính vết bẩn vết dơ nha. Cái này các bác về giặt giùm em. Đây, nó dơ. Đó nó chỉ dơ thôi nha, chứ không có lỗi gì đâu. Rồi. Ủa, gài cái này lại. Rồi, logo Alpha ha. Này gỡ ra được nha các bác. Rồi, túi. Cái này nó không có logo tem này, đời này là tem ngay cổ chứ không có tem trong túi đâu nha các bác. Logo US Air Force cũng mờ mờ rồi. Nói chung là tình trạng còn khá là ok đấy. Đánh giá 95% trở lên. Không lỗi lầm tì vết nha các bác. Nó chỉ dơ dơ ngay ống tay như em đã báo thôi. Cái này về giặt các bác giặt giùm em thôi. Rồi. Rồi. Và cũng khá là hiếm nha các bác. Mặc dù nó là phiên bản dừng lại của hãng Alpha thôi nhưng mà cũng khá là hiếm đấy. Và cái màu rất là đẹp. Đó, và em sẽ đo thông số. Vai 52. Tay 66. Và dài 62.5. Vai 52, tay 66, dài 62.5, lưng vừa phải nó nghe, không dài đâu nghe các bác, và cũng không ngắn lắm. Đó, em mang lại và các bác chú ý cái lưng nha. Dòng này phải mặc cái lưng nó chỉ ngang thắt lưng thôi. Các bác thấy không? Chứ không qua thắt lưng đâu nghe, cho nên các bác chú ý vì dài lưng là 62.5. Rồi. Nói chung là không có gì để không có lỗi nào để báo nha. Và không có gì để chê con áo này. Rồi, màu còn rất là đẹp ha. Cổ lông đây, cổ lông cũng còn khá là mới. Lông liền nha các bác. Rồi, ok ha, em quay rất là kỹ. Đó, tức là không có lỗi lầm gì hết, có là em báo ngay. Cho nên các bác cứ yên tâm nha. Bo cũng còn rất là tốt. Rồi, bác nào. Đó, cái logo đẹp. Bác nào với vừa ý thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145 965. Các bác nhìn vào tiêu đề sẽ thấy giá em đăng nha. Còn giá là còn áo. Mà không thấy giá nữa thì là áo đã bán. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại video tiếp theo.